Chiều nay, Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2023 với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh. Theo báo cáo của Chính phủ, lĩnh vực bình đẳng giới ngày càng nhận được sự chú trọng, quan tâm của cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các mô hình cung cấp dịch vụ, hỗ trợ bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, từng bước phát triển về số lượng và hoàn thiện tốt hơn các dịch vụ hỗ trợ đối tượng. Tính đến hết năm 2023, đã có 12 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra đến năm 2025. Trong báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2023 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 71 trên 146. Hiện nay, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành luật bình đẳng giới nhằm đánh giá toàn diện những mặt được, những tồn tại bất cập về quy định bình đẳng giới trong đời sống xã hội, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm sửa đổi luật trong thời gian tới.